con người ta hoài à? Là ông hả? Bạn anh hả? Em không thích chơi tập thể đâu nha. Anh kêu anh đi đi. Im đi. Ông vẫn buồn về vụ Linh Hương hả? Nè nè, có cần tôi kêu một em xinh đẹp tới phục vụ ông không? Hả? Anh Bảy, từ Tây, mày Trung Quy vẫn là một con heo mập biến thái ngu ngốc mà thôi. Ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Thì ra là mày, Thình Thui. Không ngờ mày cũng phản bội tao. Mày nhân nghĩa giang hồ cho heo ăn rồi hả? Mày đúng là thằng ngu. Mày ngu vừa phải thôi. Nó không phải là Thình Thui Thình Lộc gì hết á. Mày nói cái gì? Mày nghĩ tự nhiên xuất hiện một thằng thứ dữ, một con hàng khủng, đúng lúc mày cần, để cho mày cứ thế mà xài hay sao? Thì ra tất cả chuyện này là... Đó là kiệt tác của tao. Nếu tao không theo nghề này, tao đã có thể trở thành một đạo diễn Hollywood rồi đó. Mày muốn giở trò gì hả sói? Gậy ông đập lưng ông, tao sẽ trả lại ngón nghề mà mày đã xài với thằng hùng cục. Thì ra mày cố tình để tao thu tóm những gì mà mày muốn. Bây giờ mày mới biết hả Tư? Tao không hiểu tại sao bảy lửa nghĩ gì mà lại trao lại sản nghiệp cho một thằng mỹ thịt như mày. Bởi vì tao trung thành. Tao thề sẽ xả thân bảo vệ công ty, bảo vệ băng lửa thần. Chỉ có thằng ngu thì mới tin mày làm được điều đó. Mày mới ngu. Mày tưởng là bắt tao ký vào giấy chuyển nhượng là được à? Không có mùa xuân đó đâu. Ba cái trò tra tấn này đâu hả? Tao quá quen rồi. Muốn hù thằng Tư Tây này hả? Tìm cái gì mạnh hơn đi. Mày muốn chơi trò hên xui không? Nếu nó hên, nó không dính HIV thì coi như mày thoát. Còn nếu nó lỡ mang con cầu gai trong người rồi thì coi như mày xui tận mạng đi. Ê nè nè nè, đừng tới gần tao, đừng tới gần tao. Nè khoan khoan khoan, ê khoan khoan khoan. Nè nè nè, khoan 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 khoan. Khoan. Tao ký. Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ. Tao nói là tao ký thằng khốn. Nghe chưa? Bây giờ thì tao đã biết cái lòng trung thành của mày mạnh tới cỡ nào rồi. Chúc mừng mày. Thà mày giết tao còn hơn. Tao đâu có rảnh. Cái vụ đó nhường lại cho bảy lửa đi. Mày nói nhảm gì vậy? Bảy lửa mà có chết thì cũng đội mồ mà sống dậy để giết chết cái thằng đệ tử bất tài vô dụng như mày thì mới hả giận.
Mày nói suy nghĩ của mày đi. Hoàn hảo. Trên đời này không có sự hoàn hảo. Có nghĩa là trong vụ này, tao còn để sót một điều gì đó. Tôi biết. Nên tao kêu mày, mày nói ra suy nghĩ của mày đi. Vấn đề ở chính ông. Gần đây ông xử sự không có cân nhắc. Từ vụ thằng Quốc đến vụ sát hại thằng Quỳnh bên ngoài vũ trường 9X, và ngay cả vụ này nữa. Quá nóng vội. Tao nóng vội chỗ nào? Có cần ra tay ngay khi thằng Tư chiếm được quyền kiểm soát không? Vậy mà mày cũng thắc mắc. Đó chính là lúc nó chủ quan nhất. Ra tay bách phát bách trúng. Hắn như heo ở trong chuồng, muốn làm thịt lúc nào mà không được. Nếu như ông không muốn chờ hắn thâu tóm siêu thị Hoàng Phát, thì cũng phải chờ cho vụ 9X lắng xuống. Vậy thì lâu quá. Tôi nói ông nóng vội đâu có sai. Ông đừng quên, hình sự luôn để ý nhất cử nhất động của ông. Một vũ trường mà sang tay hai chủ trong vòng một ngày, quá bất thường. Ít nhất là trên mặt giấy tờ. Mày tưởng là tao chưa tính à? Có tính, nhưng chưa tới. Tôi không chê trách gì ông hết, chỉ vì ông đã để bẫy lửa chi phối tâm lý. Tao không có. Có. Ít nhất là ở vụ kho báo. Hay nói cách khác, nếu như hắn ta có chết đi, thì lời di chúc của hắn cũng sẽ là một cú hiểm, khiến cho ông ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu tôi là ông, thay vì ném thằng Thư ra đường, nên dùng bàn tay của nó để làm những điều mà ông không muốn làm. Kêu thằng Tùng tới tập đoàn liền. Dạ. Bà khỏe chứ? Tôi thấy ngạc nhiên khi bà quay lại với ông ta. Cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn. Điều này thì bà không cần phải nhắc. À, coi chừng con gái bà đó. Nó có ý gì? Hay là con nhỏ Liên Nhi lại gây ra chuyện gì rồi? Số 10. Hả? Giá trị đích thực của một gã giang hồ là gì?
là máu. Anh cũng thông minh đó chứ. Lắm tiền như tư tay mà lại xài một tấm cửa sắt cục mịch, hoa văn xấu xí, trên cửa ra sân thượng. Anh nghĩ coi, có lạ không? Hắn làm theo lệnh của bảy lửa. Sắt là thành phần chính của máu. Cánh cửa dẫn ra sân thượng, giống như là máu chạy lên não vậy. Chắc chắn là vị trí của lá bài thứ 6. Chỉ là vị trí thôi mà, nói nhiều quá. Ai biểu không quan trọng. Máu qua trái tim mới lên não bộ, chính là lá bài cơ. Còn số 10. Xoay dọc cả hai tấm hình đó, giống như ảo ảnh 3D, phối cảnh của nó sẽ làm nổi lên con số 10. Còn đặt đúng như chiều thực tế thì mớ lằng ngoằng hầm bà làng này chính là một con rồng cách điệu, có râu và móng vuốt. Tao muốn mày tiếp tục điều hành vũ trường. Thiệt hả anh? Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà Chi Thu là người của tao quản lý. Như vậy thì nếu mày không muốn thì tao sẽ kêu thằng khác. Tao cho mày 30 giây để mày suy nghĩ đó. Liệu có thể cho em ít cổ phần được không anh? Được thôi, mày sẽ có cổ phần ở chỗ đàn em của thằng Quỳnh. Tụi nó vẫn tin mày thuê người sát hại đại ca của tụi nó. Để coi không có tiền, tụi thằng Khánh Đen có còn bán mạng cho mày không? Anh cho em làm quản lý. Mày uống đi. Ít có thằng nào được tao mời rượu lần thứ hai lắm đó. Tao biết mày bất mãn với tao, nhưng mà làm người phải biết nhịn mới làm được việc lớn. Rồi mày sẽ hiểu là tao đang bao bọc mày. Tao đang cần thêm đệ tử thân tín, và tao chọn mày. Em không rõ lắm. Rồi mày sẽ hiểu nhanh thôi. Tương lai vẫn ở trong tay của mày, tao không hề lấy đi. Anh không có tới đó nữa hả? Ừ. Anh còn yêu cổ không? Còn. Anh có muốn em giúp không? Em coi bộ cổ không được hạnh phúc. Có thể vợ chồng đang xích mích với nhau, hoặc là do nguyên nhân cưới nhau lâu rồi mà không có con. Em sẽ chỉ cách cho anh. Đừng bao giờ nghĩ cách phá hoại gia đình của họ. Anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Đừng có nói với cổ bằng cái giọng đó. Mắc mớ gì tới anh chứ? Lần sau mà có thái độ đó với anh thì đừng có trách tôi.
Em à, em bị sao vậy? Tối qua em ngủ không được hả? Dạ. Con nhỏ, nó có sự lựa chọn của nó, lo lắng cũng vô ích thôi. Anh làm cha kiểu gì vậy? Đây đâu phải lần đầu tiên nó đi bụi, riết rồi cũng phải quen thôi. Em đâu có lo chuyện đó. Chứ chuyện gì? Tụi nó ở chung với nhau, sau vụ kia biết đâu tụi nó ngủ với nhau. Em à, không sao. Con mình nó đủ hiểu biết để tránh xa chuyện đó. Có thể nó chỉ kiếm thằng đen để dễ giải quyết mối ân tình cũ rồi về. Đừng cố thuyết phục em khi chính anh cũng không hề tin. Con nhỏ nó hành sự sao là quyền của nó. Tới nước này mà anh còn chiều con. Riêng thằng đen thì nó không bao giờ dám, vì nó không phải là thằng cô nhi. Còn thằng xám và bà cô của nó ở ngoài đó thì nó phải tự biết cân nhắc. Hy vọng anh nói đúng. Nói. Nó không hề qua thăm cô ruột, mà nó kiếm một ngôi nhà để ở. Tìm ra chỗ đó chưa? Dạ chưa sếp, nhưng mà sẽ sớm tìm ra thôi. Bởi vì nó cũng chỉ lanh quanh đâu đó thôi hả? Dạ, một chút em sẽ quay lại đó. Khỏi. Manh mối gồm những gì, đưa cho tao. Tao chuyển qua cho đứa khác làm. Ủa? Vậy còn em sao? Khỏi, mày phụ trách nhà vườn cho tao. Dạ, em sẽ làm liền. Tao muốn tụi mày để mắt tới con nhỏ 24/24. Bằng mọi giá, không được để điều gì bất trắc xảy ra. Dạ, sếp cứ tin ở em. Mình tới đây làm gì? Tới cô nhi viện đương nhiên là để làm từ thiện rồi. Theo em sẽ rõ. Dạ. Mẹ anh à, con về thăm mẹ nè. Mời cậu Bảo dùng nước. Dạ. Đi đường xa khác quá. Dạ cảm ơn Sơn. Sao khỏe không Sơn? Cảm ơn cậu, tôi vẫn khỏe. Mời cậu dùng nước. Dạ. Hôm nay cậu Bảo tới đây có chuyện gì à? Tụi con có việc đi ngang qua. Nhớ Sơ với tụi nhỏ cho nên ghé qua thăm hỏi. Dạ. Bữa nay tụi nhỏ được Sơ Sophia đưa đi tham quan cùng với một nhóm các nhà hảo tâm lớn rồi. Wow, vậy là có dịp quậy đã luôn. Mấy ông bà già sức mấy mà. Thì xã hội nhiều người tốt thiệt ha. Trời ơi, giúp đỡ tụi mồ côi thiệt thòi. Giá mà hồi đó. Nói cho vui thôi, chứ bữa nay tụi con tới để coi nhà tụi nhỏ có cần sửa sang gì không.
Đúng rồi đó sơ. Tụi con mới kiếm được chút tiền nhờ ba cái vụ phim ảnh. Tiền mồ hôi nước mắt, cho nên phải dùng vô việc thiện, việc có ích mới được. Ha sơ ha. Phải không sơ? Vậy thôi mình đi đi. Vậy thì mình đi đi thôi. Đi anh. Đi sơ. Dạ. Đi đâu? Chết rồi. Con để quên điện thoại trong phòng sơ. Thì chút nữa mình quay lại lấy. Không được, em đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Sơ sẽ đi với ảnh trước nha. 2 phút nữa con có mặt. Vậy thôi mình đi đi sơ. Ừ. Già của tôi đáng sợ thiệt chứ. Người già con nít mà ngay cả giới tu đạo ổng cũng nghĩ vô nữa. Chẳng biết có... Em không được nói như vậy. Sao anh Na là người của Chúa? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Vậy chứ làm sao lại có lá bài thứ 6 trong văn phòng của bà? Còn cố tình treo bức tranh lớn để che nó lại nữa. Nếu như không có ý đồ xấu á thì... Đáng lý ra em phải hỏi thẳng sơ. Anh rất ghét những người suy luận lương lẹo như vậy. Vậy á mà có người đồng lõa với tôi là ba cái trò đó đó. Thì tại anh không biết thôi. Còn anh, anh thấy sao? Hai người này có điểm chung. Nói nghe coi. Độc thân. Thì sao chứ? Tôi không biết. Trời, tôi lại ông á. Có cao kiến gì không? Họ giống nhau một điểm. Là điểm gì? Hai người này chưa kết hôn. Thì sao? Anh không biết. Trời ơi trời. Trời ơi, chắc tôi tức tôi chết. Giải quyết được gì? Anh không biết. Nói chuyện với hai người thà tôi nói chuyện với đầu gối còn hơn đó. Coi như tôi chưa nói gì nha. Trời ơi, thử nghĩ coi sự khác nhau giữa hai lá mười cơ ở điểm nào. Ở hình trái tim. Sai bét. Trái tim nào thì cũng là tim thôi. Chỉ có tình yêu á thì mới khác biệt. Thank you.
một thoáng mất kiểm soát, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Trời ơi, trời gì mà nóng quá. Tưởng anh khá hơn rồi chứ. Thất vọng tràn trề. Anh đang nghĩ gì câu nói của em? Em khiến anh bận tâm hả? Mệt mỏi thì có. Đồ quỷ, tưởng không biết giỡn chứ. Nhưng mà một ngày á, em nói cả ngàn câu dạng từ. Biết anh để ý điểm nào? Em nói là trái tim nào cũng giống nhau, chỉ có tình yêu là khác thôi, phải không? Ừ, quá đúng còn gì. Sợ Anna thì đặt hết tình yêu cho tụi nhỏ. Còn... không phải là em luôn nghĩ không tốt về Serena hả? Nhảy vô họng rồi. Để vậy nè, nhảy đi. Chưa nói hết câu nhảy vô họng người ta. Còn tình yêu của Tư Tây á, thì rõ ràng là dành cho lửa thần và đám cái gọi. Không đúng. Tư Tây yêu chính bản thân hắn thôi. Thông minh đó. Tóm lại á, là hai người này hả, là một cặp đôi hoàn hảo. Serena thì vì cộng đồng sống thanh bạch, còn Tư Tây sống xa hoa trụy lạc. Hai người hả, thực chất ra là những kẻ đối đầu. Hả? Đúng rồi, em hiểu rồi, họ đối đầu với nhau. Đi, đi với em qua nhà quan khùng. Đi, nhanh lên, nhanh. Trời, làm ăn thất bát hả? Còn phải hỏi. Vậy mới lạ. Lạ gì? Cũng tại mày không á. Trời đất ơi. Nè, muốn du dạ tôi hả? Dạ cái gì mà dạ? Chứ không phải hả? Tao mà không bán thông tin cho mày á, thì đời thằng này đâu có khổ như vậy. Hả? Con này. Nè, bị khùng thiệt rồi hả? Sao? Hay là bữa nay mà bị đèn đỏ. Sáng mặt tay với đèn đỏ gì? Bực dễ sợ nữa. Thằng cha nội thiên sói á, đưa ra quyết định á, muốn bán thông tin gì á, thì phải thông qua cho chả. Chả phải duyệt cái này cái kia. Mà thông qua cho chả rồi á, thì tao làm ăn cái gì nữa? Ra là vậy. Mà thôi, mở bỏ nghề đi là vừa. Dí đã khẩm tiền rồi, thì ăn chơi cho đã đi. Còn lại mẹ, trời ơi, giờ ông vậy chứ không phải vậy đâu. Tao còn nợ ngân hàng đó. Trời ơi, nói xui xẻo không à. Nói xui vậy á, đừng có qua đây nữa. Đi về đi. Nè, đi thì đừng tiếc ngang. Không thèm. Mà nghĩ cũng tiếc thiệt. Tụi này đành phải qua nhà lão Kỳ Nhông để mua hàng. Biết đâu giá là mềm hơn. Đi anh. Quý khách đi đâu mà vội ba vang. Đà bước chân tới đây rồi, thôi thì minh ngồi xuống, uống miệng nước, ăn miệng bánh, minh tâm tinh. ngồi xuống đi ông bà nội. Sợ quá à. Hai đứa nó kéo lên Đà Lạt du hí hả? Dạ, cậu bá lên đó làm việc với đối tác vườn ươm Hồng Điệp. Vụ xuất khẩu hoa qua châu Âu, phục vụ chơi hàng độc của mấy thằng có tiền đó hả? Tôi chỉ nghe loanh quanh thôi. Càng, mày theo cha con tao cũng phải học làm kinh tế đi chứ, chứ có lười suy nghĩ. Nếu không, cả đời chỉ làm thằng đâm thuê chém mướn mà thôi. Dạ. Tôi Hồng Điệp
mới lại tạo thành công một giống điệp lan cực đẹp, đặc biệt là phù hợp với khí hậu châu Âu. Đang có một bộ phận người giàu rất là thích loại này. Lứa thử nghiệm đầu tiên còn nhiều khiếm khuyết, cũng đã khiến tụi nó say như điếu đổ rồi. Thiệt hả ông chủ? Thông tin này cách đây vài tháng. Nếu mà bán cho dân trong nghề, giá không dưới nửa tỷ đồng. Bộ mày không tin tao hả? Dạ không. Họ có mối đặt hàng rồi á, thì còn cần hợp tác với chúng ta làm gì nữa hả sếp? Bởi vậy tao mới nói, mấy thằng ngu đó chỉ biết cắm đầu cuốc đất tưới hoa. Điểm mạnh nhất khiến thương mại Quốc Thiên nổi bật trong một rừng các công ty thương mại xuất nhập khẩu của thành phố này chính là các mối quan hệ tại thị trường châu Âu. Không có tụi nào rành nhu cầu và phương thức bán hàng bằng như là của chúng ta. Vậy là tụi Hồng Điệp muốn sản xuất đại trà rồi nhờ mình bắt mối bán hàng để ăn chia phần trăm hả sếp? Mày ngu quá. Cho mày đi bán rau là vừa rồi. Bí quyết ở đây chính là chữ độc. Dạ. Thằng Bá sẽ có trách nhiệm chọn ra 3 khách hàng tốt nhất cho lần xuất này. Còn công đoạn marketing trực tiếp sẽ do chính khách hàng phụ trách phần này. Wow. Tâm lý chọn hàng độc hả sếp? Cuối cùng thì mày cũng khôn ra rồi đó, Cang à. Thằng cha bảy lửa này khôn thấy mò à. Trời ơi, không ai có thể biết được, đoán trước được thằng cha bày trò gì tiếp theo luôn á. Vậy mới phải mua thông tin chỗ mở chứ. Ngu quá. Trời ơi, thằng Thiên Sói á, nó cũng tham gia vô cái vụ này. Làm vậy chẳng khác nào mình gián tiếp giúp nó tìm ra kho báu. Nếu như mà không nói sao hắn biết được? Tôi khổ thiệt mà. Tôi không thể không nói được. Trời ơi, thấy thằng cha này khờ thiệt hay là khùng thiệt? Thiên Sói, ổng đâu phải là thiên thần bay giật giờ quanh đây đâu mà sợ ổng biết. Anh nghĩ là chắc có lý do gì đó. Thấy không? Thấy người ta nói không? Nghe người ta nói đi. Cái gì cũng phải có lý do trong đó hết trơn á. Nghe cho kỹ nè. Thằng cha Thiên Sói á là nó nham hiểm lắm nha. Nó tung ra giang hồ á là thằng quan khùng này nè chịu toàn bộ biến cố xảy ra trong giới xã hội đen thành phố này. Thậm chí mà cái gì liên quan đến kho báu cũng là thằng này luôn, thằng quan khùng này luôn. Ê, có chuyện đó hả? Sao không có? Chưa nói nha. Tôi chỉ cần manh động cái gì hay là bà thấy nghi ngờ tôi cái gì là lập tức cho đàn em gông cổ tôi về nhà liền. Nó tra khảo tôi, coi như tôi là tội phạm, còn nó là công an vậy đó. Tôi mà giải thích không rõ ràng là cắt cổ tôi luôn. Trời ơi, điên rồi, điên hết rồi mà. Bởi vậy tôi mới từ chối mấy người là vậy đó. Vậy kéo lại làm gì? Thì nói nào ngay, phải không? Giang hồ thì cũng phải có nghĩa khí đúng không? Đối với ông Bảo này á, cỡ nào tôi cũng phải giúp đỡ ông hết trơn á. Mà tự hứa với bản thân mình là sẽ giúp ảnh với bất cứ giá nào hả? Chứ sao? Giúp anh Bảo thì bằng mọi giá cũng phải giúp anh Bảo. Cho nên khi giúp anh Bảo thì phải có giá. Bó tay với mợ à? Trời ơi, yên tâm đi, có giá là đúng rồi. Nghe nè, thông tin tôi sắp bung ra được gọi là tuyệt mật, là thâm cung bí sử. Kỳ Nhông hả? Bỏ đi, Kỳ Đà xuất hiện hả? Cũng như không mà. Cho nên vì vậy tôi gọi nó là thông tin siêu bí mật. Bí mật của anh không liên quan tới tôi. Ngược lại, tôi muốn lấy bí mật này để đổi lấy tình cảm. Nếu nhìn từ bỏ Linh Trúc, tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả. Nếu anh hẹn tôi ra đây chỉ vì chuyện này thì anh đã mất công rồi. Linh Trúc không thích hợp với một kẻ ích kỷ, bắt cá hai tay như anh. Anh biết gì về tôi mà nói như vậy? Anh vẫn đang quen cô gái khác đúng không? Phải. Vậy sao không buông tha cho cổ nữa? Thứ nhất, tôi không hứa hẹn gì với cổ. Tôi chỉ là bạn thôi. Tôi không tin. Không tin là chuyện của anh, tôi không quan tâm. Thứ hai, cho dù có như vậy, tôi cũng không muốn cổ yêu anh. Lý do?
Bởi vì con người của anh sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho cổ. Thứ nhất, tôi có thể. Thứ hai, chính anh mới là người không có tâm. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ kể cho anh nghe những bí mật đó.